Hãng tin Kyodo của Nhật Bản đưa tin các bước chuẩn bị cuối cùng để tổ chức hội nghị thượng đỉnh trực tiếp của nhóm bộ tứ gồm Mỹ, Australia, Nhật Bản và Ấn Độ tại thủ đô Washington Mỹ vào ngày 24 tháng 9 tới đang được tiến hành. Hồi tháng 3 vừa qua, bốn nước Mỹ, Australia, Nhật Bản và Ấn Độ đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh đầu tiên theo hình thức trực tuyến, trong đó cam kết hợp tác chặt chẽ trong việc phân phối vaccine ngừa COVID-19, cũng như các vấn đề khí hậu và an ninh. Hội nghị sắp tới được cho là nhằm củng cố quan hệ bốn nước trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, dự kiến sẽ diễn ra sau phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trong tháng 9 tại New York, Mỹ. Truyền thông Nhật Bản đưa tin Thủ tướng Chiga Yoshihide sẽ tham dự cuộc họp này và sẽ hội đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden. Tuy nhiên, người phát ngôn chính phủ Nhật Bản cho biết hiện chưa có quyết định quyết định cuối cùng về việc ông Suga có tham dự cuộc họp này hay không. Tổ chức Y tế Thế giới WHO kêu gọi các nước phát triển tạm ngừng triển khai tiêm liều vaccine tăng cường ngừa COVID-19, ít nhất là cho đến cuối năm nay, nhằm tạo điều kiện cho mọi quốc gia trên thế giới tiêm chủng cho ít nhất 40% dân số. Tổng giám đốc WHO Tedros Ghebreyesus cho biết, một tháng trước, ông đã kêu gọi toàn bộ các nước trên thế giới trì hoãn tiêm liều vaccine tăng cường, ít nhất là cho đến cuối tháng 9, Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh trên thế giới không thay đổi nhiều kể từ thời điểm đó, nên ông kêu gọi các quốc gia gia hạn việc tạm ngừng triển khai liều tăng cường cho đến ít nhất là cuối năm nay. Theo WHO, trên toàn cầu có 5,5 tỷ liều vaccine đã được sử dụng, nhưng 80% trong số này là ở các nước có thu nhập cao và trung bình cao. Mặc dù các quốc gia có thu nhập cao đã cam kết tặng hơn 1 tỷ liều, nhưng cho đến nay chưa đến 15% số liều đó được bàn giao. Taliban vừa ra thông báo cấm tổ chức mọi hoạt động biểu tình ở thủ đô Kabul và các tỉnh khác ở Afghanistan mà không được chính quyền mới của nước này cho phép. Chính quyền mới ở Afghanistan thông báo sẽ không ai được xuống đường biểu tình mà không được phép của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ Afghanistan. Những người tham gia hoạt động biểu tình không phép sẽ phải gánh chịu hậu quả. Tuyên bố được đưa ra một ngày sau khi các lực lượng của Taliban phải nổ súng chỉ thiên để giải tán hàng chục người đang biểu tình ở Kabul phản đối sự can dự của Pakistan vào các vấn đề của Afghanistan. Trước đó, người phát ngôn của lực lượng Taliban Zabihullah Mujahid đã kêu gọi người dân không tổ chức các cuộc biểu tình Người nước ngoài và người nhập cư ở Đan Mạch có thể phải làm việc 37 giờ một tuần để được hưởng phúc lợi do nhóm đối tượng này quá đông. Đây là đề xuất mới của chính phủ Đan Mạch trong bối cảnh nhiều phụ nữ nước ngoài không tham gia lao động ở nước này. Nếu bạn đến Đan Mạch, bạn phải lao động và tự hỗ trợ bản thân cùng gia đình mình. Nếu một người không thể tự hỗ trợ, Người này có nghĩa vụ tham gia và đóng góp những gì tương đương với một tuần làm việc bình thường để nhận đủ trợ cấp. Đó là một phần trong nội dung của bản đề xuất của chính phủ Đan Mạch. Chính quyền địa phương sẽ đào tạo kỹ năng cho những người thông thạo tiếng Đan Mạch trước tiên. Hiện Quốc hội Đan Mạch chưa lên lịch bỏ phiếu đối với đề xuất này. Tuy nhiên, về phía các tổ chức hỗ trợ phụ nữ nhập cư tìm việc làm lại phản biện rằng rất nhiều phụ nữ nước ngoài muốn có việc làm nhưng số lượng công việc vẫn rất ít ỏi.